Được chưa? Như vậy thì bài này nó là bài số 1, sau đó cô sẽ tận dụng bài 1 để cô phát triển lên đối với bài 2, và cô sử dụng một số cái câu ở bài 2 thôi. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà thay gì á, khi mà có cái cây nhị phân thường người ta sử dụng để quy. Bây giờ nếu mình không sử dụng để quy thì mình cũng sẽ có cách khác, tức là vẫn có cơ chế để thực hiện đó các bạn nha. Như vậy bây giờ thì mình làm thực hiện theo tuần tự đầu tiên trước. Đó là đầu tiên là khai báo một cái cây nhị phân tìm kiếm. Như vậy bạn nhớ cây nhị phân tìm kiếm nó sẽ có những tính chất gì đặc biệt, bạn cần phải nhớ với nó. Và những cái anh mà về khái niệm về cây đó, ở đây các bạn có nghe khái niệm về cây nè, rồi cây nhị phân tìm kiếm. Bạn nào ở bên CS thì bạn có học thêm đó là B tree, tức là cây mở dạng nó là cây B, sau đó sẽ có cây B cộng tree nữa các bạn. Được chưa? B cộng tree, có R tree, R cộng tree, KD tree, tức là cái dòng họ về các loại cây nó có rất là nhiều loại cây. Và mỗi một cái anh như vậy nó sẽ có khoảng một vài tính chất khác nhau. Ví dụ như đối với cây nhị phân tìm kiếm mà các bạn đang làm việc á, thì các bạn nhớ nó là đầu tiên nó phải thỏa tính chất của một cây ở bên trong khái niệm của anh lập trình. Đó là gì? Nó sẽ chỉ xét mối quan hệ cha và con. Tức là ở một cái nốt nào đó nó chỉ cần biết nốt cha và những nốt con của nó. Khái niệm cây nói chung thì nó sẽ có ở mỗi một con thì nó sẽ mỗi một nốt nó sẽ có một cha trừ cái thằng nốt gốc ra. Và nó có khả năng nó có nhiều đứa con. Khi cây nhị phân thì nó sẽ thỏa tính chất của cây, nhưng nó có điều đặc trưng hơn là nó chỉ có tối đa là hai đứa con. Cây nhị phân tìm kiếm nó lại có thêm một đặc trưng nữa là nó phải là cây nhị phân, đồng thời mỗi một giá trị khi đưa vào thì nếu bạn đang nằm ở một nốt thì những nốt nào nằm bên trái sẽ thỏa tính chất là nhỏ hơn cái nốt mình đang xét, và bên phải sẽ là lớn hơn. Cứ như vậy mà mình thực hiện. Và bạn nhớ cho cô một cái vài điều đặc trưng, đó là đối với lại cây nhị phân tìm kiếm thì chắc chắn bậc cao nhất của các nốt, hay còn gọi là bậc của cây đó, nó sẽ chỉ là bậc 2 là bậc cao nhất, sẽ không bao giờ có trường hợp bậc 3. Còn về mức thì cái nốt nào mà bạn đang xét, tạm gọi là nốt gốc đi, thì nó sẽ gọi là mức 0. Dần tiến tới nó sẽ có đó là mức 1, mức 2. Mức 1 là những nốt con trực tiếp của mức 0, và mức 2 là con trực tiếp của mức 1. Như vậy bạn nhớ vấn đề đó. Khi khai báo một cấu trúc cây nhị phân để thỏa tính chất thì bạn cần phải chỉ cần biết địa chỉ của nốt gốc. Như vậy mỗi một nốt trong cây nhị phân nó sẽ có thứ nhất là thành phần info, là dữ liệu của nó. Giả sử ở đây mình đang demo với lại một cái bài, đó là cây nhị phân lưu trữ các số nguyên. Như vậy thì mỗi một nốt trong đây thành phần info sẽ là kiểu INT, và nó có thành phần bên trái cũng như thành phần bên phải. Bên trái nó sẽ là một nốt, như vậy sẽ là nốt sao left, tức là một cái con trỏ nó lưu địa chỉ của cái nốt nằm bên trái. Và nốt sao right là một con trỏ lưu địa chỉ của cái nốt ở bên phải. Như vậy thì bạn hình dung là đầu tiên vô trong bài, mỗi một cây nhị phân tìm kiếm bạn chỉ cần biết địa chỉ của một nốt gốc. Từ nốt gốc đó nó có được hai cái nhánh, tức là hai cái con trỏ để lưu địa chỉ của hai nhánh left và right, thì bạn sẽ có được là con trỏ trái và con trỏ bên phải. Được chưa? Rồi cứ như vậy nó sẽ lần tiếp tục để nó đi tiếp tới lại những cái anh ở phía sau. Cho nên bạn khi bạn lưu trữ, bạn cài đặt thì bạn nhớ cái việc này. Bây giờ cô share qua cái màn hình code. Cô đã cài đặt một số những cái anh tính năng cơ bản từ 1.1 đến 1.8 của bài tập thực hành chương này. Được chưa? Rồi, để cô share cái màn hình code. Rồi, đây. Rồi, bạn nhìn ha. Rồi đó đi, đây. Cái cấu trúc nè. Cô phóng to cái màn hình lên cho bạn dễ nhìn. Rồi đây, 1.1 là cô khai báo cấu trúc của cây nhị phân tìm kiếm. Được chưa? Sẽ là thành phần info là kiểu số nguyên, con trỏ left và con trỏ right để chứa địa chỉ của nốt trái và nốt phải, tức là cái mức 1, mức con trực tiếp, nốt con trực tiếp của nốt gốc. Và nguyên cây nhị phân tìm kiếm chỉ cần biết địa chỉ của một nốt gốc là bạn có thể biết được những cái anh còn lại. Sau đó để khởi tạo cây nhị phân rỗng thì sẽ là init, bạn sử dụng nó là root bằng cho bằng null, tức là cái nốt gốc này bạn cho là nốt null, chưa có gì hết. Tiếp tục thêm một phần tử vào sử dụng để quy, được chưa? Như vậy đó, bạn cài đặt thêm cái phần thêm nè, được chưa? Hoặc là thêm một phần tử mà có sử dụng để quy, được chưa? Đó, bạn cài đặt bằng các kiểu thì những cái anh này nè, gần như á, là nó có sẵn ở trong cái slide các bạn, cho nên là cô sẽ không nói lại cái phần này, cô chỉ phát triển thêm cái phần khác thôi. Các cơ chế duyệt thì bạn đang trong slide của bạn là cơ chế duyệt theo hình thức đó là để quy. Ví dụ duyệt not left right thì tức là mỗi lần
gặp một nốt mà nốt đó khác nôn thì bạn cứ xuất info của nó rồi duyệt qua tận cùng trái để quy, sau đó hết tận cùng trái thì duyệt qua tận cùng phải. Tương tự đối với các cơ chế duyệt còn lại. Như vậy từ 1.1 đến 1.8 là nó có trong phần slide của các bạn. Như vậy thì bây giờ cô sẽ để cho các bạn có khoảng tầm 20 phút. Các bạn gõ cái phần đó một cách nhanh nhất có thể, được không? Nhanh nhất có thể, tức là bạn sẽ làm gì? Khởi tạo thêm, được chưa? Thêm, tìm. Bạn muốn xóa hay không thì cũng được, tại tính năng này bạn muốn chết thì xíu bạn test thôi. Bạn tí cô muốn làm cho mình những tính năng khác. Nhưng mà chủ yếu là bạn phải làm cho cô được khởi tạo nè. Rồi gõ cái code thêm, gõ cái code tìm. Rồi duyệt theo ba cơ chế hoặc duyệt một cơ chế nào đó cũng được, tùy bạn. Bạn làm cho cô từ 1.1 đến 1.8, bạn còn thấy những tính năng nào để bạn có thể bạn có được cài đặt và bạn thêm được nốt vào cây nhị phân. Sau đó cô sẽ hướng dẫn bạn cách để xuất một cây nhị phân ra màn hình console. Tại vì nếu như mà mô phỏng như có từ 1.1 đến 1.8, các bạn sẽ chỉ mô phỏng cái cây đó và bạn nhớ các nốt nó nằm ở trong đầu, cái nhánh nó như thế nào. Thì mình sẽ show ra luôn màn hình để mình kiểm chứng coi đó là mình nhớ nó có đúng hay không, hay là cái cây hiện tại nó như thế nào. Được chưa bạn? Vậy bây giờ cô sẽ để cho các bạn đó là 20 phút ha. Các bạn cài đặt cho cô nhanh nhất có thể những cái nào gọn nhẹ thôi, chứ không cần phải làm hết từ 1.1 đến 1.8. Nhưng bắt buộc phải có khởi tạo, phải có thêm, phải có tìm, đúng không? Tại vì muốn thêm thì phải đi tìm. Tìm cái nếu mà nó có đó mình thêm, mà nếu nó không có thì mới thêm. Rồi sau đó một cơ chế duyệt thôi. Ví dụ cơ chế duyệt theo left not right thì left not right duyệt rất là ngắn, được chưa bạn? Và bạn gọi menu. Rồi như vậy cô sẽ để cho các bạn cỡ khoảng tầm 20 phút ha. Bây giờ là 2:18 trên 2:20 đi, 2:40. Mình sẽ sau khi có được cái phần đó rồi, bạn demo được cho nó chạy nhẹ nhàng, có thể thêm được nốt vào, thì mình sẽ có cái phần xuất cây nhị phân ra màn hình, rồi đếm nốt cũng như là thực hiện một số những thao tác còn lại trong cái bài tập số 1 của trường. Được chưa bạn? Tới 2:40 ha. Trong quá trình làm thắc mắc cái gì thì cứ hỏi.
Rồi được chưa? Tiếp tục nha các bạn. Bây giờ coi như là mình chạy được các cái thao tác cơ bản. Cô demo cái phần màn hình đó ha. Các bạn xem, dĩ nhiên đó là luôn luôn á, bạn muốn thêm hay bạn muốn làm cái gì á thì bạn đều phải khởi tạo hết. Để cô share cái màn hình của bên chạy màn hình console ha. Rồi, đây. Đầu tiên là bạn phải thực hiện thao tác khởi tạo, tức là bạn chọn số 1. Khởi tạo thành công thì bây giờ đó là cô sẽ muốn thêm một phần tử vào cây nhị phân. Ví dụ như cô chọn đó là số 2, cô thêm nốt gốc của cô là 12 chẳng hạn. Rồi sau đó lại tiếp tục thêm 2, sau đó thêm 23 chẳng hạn. Thì chắc chắn là mọi thao tác của mình là nó đều ổn, được chưa bạn? Ví dụ như tôi muốn đi tìm 3, tôi muốn tìm nốt 12, được chưa? 12. Thì nó bảo là nó tìm thấy giá trị 12 này trong cây nhị phân. Như vậy đó là cái việc mà mình đang sử dụng những cái thao tác cơ bản nhất. Dĩ nhiên bây giờ nếu mà cô muốn duyệt, ví dụ cô muốn duyệt theo cơ chế left not right thì cô chọn số 5 này. Thì kết quả duyệt đó là 12 rồi 23, tại vì cái nhánh left nó đang không có đây các bạn, được chưa? Rồi. Như vậy là coi như các thao tác cơ bản của mình tạm thời mình có đi ha. Rồi. Rồi, ok, được chưa? Rồi bây giờ cô chọn lại cái việc đó là cái màn hình code nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là mình sẽ xuất cây nhị phân ra các bạn. Tuy nhiên á, nếu mà bình thường cái cây nhị phân của mình mà nếu xuất á, là bạn có phải là bạn xuất từ trái, từ trên đi xuống. Như vậy là tính từ bên trái đi qua thì cái nốt gốc rất là khó xác định. Cô dùng bên đây cô mô phỏng cho các bạn coi cái việc đó là nó sẽ khó xác định một tí là như thế này. Rồi ví dụ như bây giờ đi ha, cô có một cái nốt gốc là nốt 12, được chưa? Rồi sau đó cô thêm á, là cô thêm 10, như vậy thì 10 nằm đây. Rồi giả sử thêm cái nữa là 11 thì 11 nằm đây. Thêm nữa đó là như là 8 đi ha. Rồi anh này qua bên đây á, thì cô thêm nốt bên phải đó là 23. Rồi bên đây á, thì nó có đó là 20. Rồi 23 này á, đi qua đây thì nó có là 50. Rồi 50 á, lại có bên trái á, là 43 gì đó đi chẳng hạn, được chưa? Như vậy nếu mà mình xuất cái cây nhị phân theo kiểu như vậy, tức là bạn đang mô phỏng dựa trên mắt nhìn bình thường của mình. Nhưng nếu bạn mô phỏng theo kiểu đi lên máy thì có phải nếu bạn để như vậy thì cái dòng đầu tiên cơ chế của mình xuất ở trong màn hình console là gì các bạn? Từ trái sang phải và từ trên đi xuống. Như vậy chắc chắn bạn phải xuất cái nốt gốc trước là nốt 12. Tuy nhiên để đảm bảo là nó còn rất nhiều nốt ở bên trái thì nên rất khó để bạn có thể xác định được vị trí của nốt gốc. Cho nên cô sẽ cho nó hơi lật một xíu, được chưa? Cô sẽ cho lật, tức là cô sẽ cho nó lật kiểu gì? Cô sẽ cho tận cùng những đứa này, nốt gốc cô sẽ đặt nằm ở bên trái. Như vậy việc đầu tiên là cái dòng đầu tiên á, cô sẽ xuất tận cùng phải. Như vậy nói nôm na, cô sẽ biểu diễn nó như thế này. Tức là ví dụ như bình thường, cô biểu diễn sơ sơ đi ha, 12, đưa qua là 23 đúng không? Rồi qua đây á là 10 đi, anh này qua 50. Bây giờ cô sẽ lật nó lại. Khi mà biểu diễn chắc chắn là từ trên đi xuống, cô sẽ lấy tận cùng phải. Tận cùng phải là nốt 50 các bạn. Nhưng mà 50 này làm sao biết được vị trí của nó? Cô muốn cái con 12 á, cái góc màn hình console của mình giả sử là bắt đầu từ cái đỉnh của bên cái đường gạch bên đây đi. Như vậy cô sẽ để 12 nằm đây. 12 này nó sẽ trải qua một cấp nữa rồi mới tới được cái cấp của 50. Như vậy là sẽ có 23. Như vậy á, mỗi một cái cấp như vậy nè, thì cô sẽ để cho nó cách cỡ khoảng nó là 10 cái space, tức là 10 cái khoảng trắng, được chưa? 10 cái space, cô để chữ 10s là 10 space ha. Anh này nó đi vào một cái mức nữa đúng không? Thì cô sẽ cắt thêm nó là 10 cái space nữa. Tuy nhiên trên thực tế thì anh này từ đây đến đây nè, nó là 10 nhưng mà nó tới 9 thôi. Tới vị trí thứ 10 là số con 23, sau đó tới 50. Nhưng do cơ chế xuất của mình là từ trên xuống và từ trái sang phải, cho nên cô sẽ xuất tận cùng phải. Như vậy tận cùng phải đây nó sẽ là 50 đó các bạn. Như vậy là coi như nó phải đếm được nó là ở mức mấy. Như vậy nó nằm ở mức 2 thì coi như là nó đi tới tổng cộng 19 cái space. Sau đó tới cái space thứ 20 để nó xuất con số 50. Như vậy nó đi tận cùng phải để nó xuất được một đứa, được chưa bạn? Sau đó thì sao? Nó sẽ xuất bên trái. Tại vì ví dụ như lỡ như cái con 23 này nó lại có một đứa nữa đó là con số 20 đi. Như vậy thì chắc chắn cái con 20 của bạn á, nó sẽ nằm ở đó đi rồi. Rồi bên nhánh bên đây nó có nữa thì sẽ nằm 10 ở đây, được chưa bạn? Tức là cô sẽ xuất theo cơ chế này.
À, và cho nó cách ra. Rồi, dựa trên hình thức đó, cô sẽ tiến hành cô xúc và cô muốn mỗi một mức chúng nó cách nhau là 10 cái space. Như vậy chắc chắn dòng đầu tiên là xúc tận cùng phải. Sau đó tới là bên trái của tận cùng phải, rồi tương tự đi đến cái nốt gốc, rồi tiếp tục đi đến tận cùng của cái cây bên trái. Được chưa bạn? Rồi cứ như vậy mà mình thực hiện. Như vậy quay trở lại, mình tiến hành mình có canh này một xíu. Rồi. Đây, bây giờ cô xuất nhị phân. Cô đi lên trên, cô sẽ define một cái biến là coi như mỗi một lần á mà cô tiến hành cô đi vào một mức á, thì cô sẽ coi như là thay thế bằng một cái giá trị, đó là một cái biến khao. Anh này là quy ước là 10, tức là mỗi lần là cô đi vô đó là cô đi 10 cái space. Được chưa? Như vậy thì mỗi một lần mà 10 cái space á thì mình sẽ thực hiện anh này một tí. Mình sẽ viết một cái hàm. Hàm đó là hàm xuất, và phải biết được á, là mình xuất từ vị trí của cái nốt nào. Đồng thời mình sẽ có quy ước, mình sẽ gọi đệ quy đó các bạn. Là tại vì sao đệ quy? Mình đi tận cùng phải, như vậy là gặp một nốt cứ đi phải, cứ đi phải. Như vậy thì số lượng khoảng trắng càng được tích lũy dần dần sau mỗi một lần mà mình đi dời sang phải. Cho nên cái anh đó cũng sẽ là trở thành một cái biến parameter cần truyền vào. Như vậy anh này cô sẽ đặt tên là Rosary. Thì anh này sẽ có là gì? Cái nốt mà mình bắt đầu mình đi để mình xuất, cô giả sử đó là nốt B, thì xíu dĩ nhiên mình xuất từ nốt gốc thì mình sẽ để đó là root. Đồng thời cô sẽ có một biến nữa là biến space. Thì cái biến này cái lúc mà vừa gọi lần đầu tiên á, thì mình sẽ truyền cái space của mình đó là 0. Thấy chưa? Rồi anh này giờ làm sao? Đầu tiên nếu mình đang nằm ở một nốt, mà nếu nốt này mà là bằng null á, thì coi như là gì các bạn? Mình dừng, mình không làm gì hết. Tức là mình thực hiện lệnh rỗng. Còn nếu ngược lại nó đang là một nốt đàng hoàng, nó đang là một nốt thì mình phải đi qua bên phải của nó. Như vậy việc đầu tiên nó là một nốt, muốn đi qua phải thì coi như nó tăng 10 space, tức là thêm một mức đó. Như vậy thì cái space của bạn nó sẽ tăng thêm, nó phải gì, nó cộng dồn như đó là biến khao. Được chưa? Tức là mình nằm tại một nốt, nốt đó không phải là nốt rỗng, thì coi như là mình sẽ đi sang phải của nốt đó. Đầu tiên mình nằm ở gốc là 12 mình đi sang phải, như vậy thì có phải nếu mà đi sang phải thì là bạn vô một mức nữa, như vậy là bạn vô 10 space. Như vậy là tôi cộng trước, sau đó tôi dời sang phải, được chưa? Như vậy là tôi gọi là hàm rosary của gì, của chính cái nốt này, nhưng mà mình dời nó sang phải, tức là đi qua right. Đồng thời cập nhật lại cái space. Như vậy hãy gọi để quy, thì thằng này đi vô nó lại sao bạn? Nếu là null thì thôi, nhưng mà nếu chưa là null lại tiếp tục tăng 10 space, tức là vô một mức nữa, đồng thời tiếp tục đi qua phải. Cô cứ để quy như vậy liên tục. Sau đó thì cô sẽ gì? Cô sẽ align cô xuống dòng. Khi để quy liên tục chắc chắn là nàng sẽ dừng ở đâu? Dừng lại ở tận cùng phải, và nó đi tới coi như là tới cái mức không thể nào mà đi được nữa. Tức là tới vị trí nó đi qua giờ một lần nữa qua right là nó tới null. Tức là hết phần tử ở bên phải nữa rồi. Thì lúc này mình sẽ xuất cái dòng đầu tiên. Mình xuất dòng đầu tiên sẽ là gì? Là một cái biến y đi từ cái cấp thứ nhất là từ 10 cái space, đi nhỏ hơn cái space. Mỗi lần như vậy tôi xuất một cái khoảng trống để coi như tôi chừa cho một ký tự. Xuất xong hết, tại sao tôi đi tới nhỏ hơn thôi? Tại vì nếu 30 space tức là tôi chỉ cần xuất tới 29. Vị trí 30 là vị trí mình nhường cho cái gì? Cho cái cực phải của mình đó. Như vậy khi đó tôi sẽ là gì? Nó trả đề quy thì tôi sẽ xuất cái info của nó. Được chưa? Tức là ngay đó phải của nó đã là null thì chắc chắn nó trả đề quy. Nó trả đề quy thì mình xuất tổng cộng bao nhiêu khoảng trắng đó, cộng thêm với lại cái info của nó. Rồi sau đó chắc chắn là bạn phải làm gì? Bạn chạy qua left và xuất tiếp. Tại vì đã là cực phải thì bạn phải tìm tiếp tục cái nhánh trái của cái node hiện tại đang nằm là B info. Như vậy tôi sẽ gọi lại rosary. Anh này mà tôi đi qua đâu? Tôi đi qua trái. Đồng thời tôi cũng cho ấn định lại số space hiện tại đang là bao nhiêu. Được chưa? Rồi như vậy đây là cái code để mình xuất cây. Vậy tôi xuống dưới tôi sẽ gọi hàm nha, đây ha, tôi gọi, tôi sẽ gọi bắt đầu từ nốt root và tôi cho cái số space ban đầu là 0. Rồi được chưa bạn? Rồi thử ha. Rồi share màn hình bên cái anh màn hình cần sau khi chạy nha. Rồi đây, đầu tiên bây giờ khởi tạo đúng không? Một phải tạo thành công rồi, bây giờ thêm một phần tử vô.
20 đi 12 là nốt gốc, sau đó thêm 23. 2 23 chắc chắn 23 nằm bên phải đúng không? Bây giờ tiếp tục lại 2, thêm con số 10. 10 nằm bên trái, như vậy mình đang có cây 12. Bên trái có 10, bên phải có 23. Sau đó lại thêm 2. Cô sẽ thêm vào nốt đó là 20, như vậy chắc chắn nó nằm bên trái của nốt 23. Được chưa? Sau đó lại thêm nữa, cô thêm đó là 11 thì chắc chắn nó nằm bên phải của nốt 10. Rồi bây giờ cô muốn xuất, cô coi cái cây. Như vậy thì coi như nếu bạn nhớ là 12, hai đứa con kế tiếp tục là 10, 23. 10 thì có con bên phải là 11, 23 thì có con bên trái là 20. Như vậy mình sẽ chọn xuất, xuất là lựa chọn số 8. Rồi, đây. Nè, nốt gốc nè. Tiếp tục tới gì? 23 là cực phải. Cực phải là hết phải rồi đúng không? Thì là xuất của nó là 23. Tiếp tục sao? Ngay tại vị trí này đi cực trái là qua được 20. Tiếp tục như vậy được chưa bạn? Tới 10 và 11. Như vậy đây là cái cách để bạn xuất, bạn mô phỏng là cái cây nhị phân để cho bạn dễ hình dung. Nha. Rồi. Quay trở lại màn hình cho bạn coi ha. Rồi coi bạn nào có cái gì muốn cần ghi chú lại đó thì ghi. Rồi như vậy đây là cái cốt để cho mình có thể làm gì? Mình xuất cái cây nhị phân của mình. À, có bạn nào thắc mắc gì cái code của cái phần xuất cây nhị phân này không? Cô vẫn đang để màn hình đó ha. Cho vài phút bạn nào có nốt và các bạn mô phỏng lại trong bài các bạn để cho nó chạy, nó thực thi. Rồi được chưa? Nếu không có ai thắc mắc cái việc xuất cây nhị phân tìm kiếm thì nữa thì mình đi tiếp nha. Qua cái phần đó là mình đếm số nốt trong cây nhị phân. Được chưa? Bây giờ làm sao để đếm được số phần tử trong cây, bằng số phần tử trong cây tức là số nốt đó. Như vậy là mình có bao nhiêu nốt, bất kể đó là nốt gốc hay là nốt lá hay là nốt trong, tức là nốt trung gian đó, thì mình cũng sẽ đều đếm hết. Như vậy thì bạn thấy trên cơ chế làm sao để bạn đếm? Nếu như bạn đang nằm ở nốt gốc, vậy thì bạn cứ kiểm tra, thể bạn gặp một cái nốt mà nếu nốt đó là khác nôn thì chắc chắn là bạn đếm được một nốt đó trước. Sau đó thì bạn sẽ coi coi là bên trái của nó còn nốt không. Nếu còn thì mình đếm số nốt ở bên trái và cộng với lại số nốt của bên phải cái nốt mình đang có. Được chưa? Như vậy bạn được quyền sử dụng cơ chế của đệ quy để bạn gọi lại cái việc đó. Anh này chắc chắn nếu đếm thì mình sẽ trả về đó là một con số nguyên đúng không các bạn? Tức là đếm có bao nhiêu nốt, không nốt, một nốt, ba nốt hay bốn nốt gì đó. Như vậy thì anh này sẽ là gì? Đếm đúng không? À, đếm nốt. Sẽ bắt đầu đếm từ nốt nào? Như vậy cô sẽ cho giả sử là từ nốt B. Có khả năng đó là bạn không đếm từ nốt gốc mà bạn đếm từ một cái nốt trung gian nào đó bất kỳ.
Như vậy bây giờ cơ chế này làm sao? Chắc chắn cái nốt bạn bắt đầu nó phải là khác luôn thì bạn mới thực hiện. Đúng chưa? Nếu nốt khác luôn thì bạn làm gì? Bạn sẽ kiểm tra coi là cái nốt của các bạn á, cái nốt B đó đó, nếu nó đã khác luôn rồi thì mình áp dụng cơ chế của đệ quy thì mình biết chắc chắn vô thì là nó sẽ có một nốt. Được chưa? Nếu là một nốt, nhưng mà một nốt của nó mình sẽ dừng khi nào? Tại vì đệ quy bạn cần có cái nhánh để bạn dừng đệ quy. Bạn sẽ dừng khi ở một trường hợp nào đó và bạn đếm nó đang là nốt lá, tức là cái B led này nè nó bằng luôn và cái B right nó bằng luôn, thì lúc này mình sẽ làm sao? Return về một, tức là mình đếm được một nốt, đúng chưa? Trong trường hợp này tức là sao các bạn? Nốt này đang là nốt khác rỗng, được chưa? Nốt khác rỗng mà nó lại là gì? Bên trái của nó và bên phải nó là nuôi, như vậy nó là nốt lá. Nếu nó là nốt lá thì sao? Nếu là nốt lá thì coi như đó là mình đếm được một nốt và mình dừng, tại vì bên trái nó không còn nốt nào, bên phải cũng không còn. Còn nếu ngược lại, nốt này của mình đã là nốt khác luôn nhưng mà nhánh trái với nhánh phải nó không đồng thời cùng lúc là nuôi, tức là nó chưa phải là nốt lá. Chưa phải là nốt lá thì có khả năng nó là nốt bậc 1, cũng có thể là nốt bậc 2. Như vậy cô chỉ việc là gì? Chắc chắn đó là một nốt thì cô đếm được một. Cô cộng với là cái việc là gọi lại đệ quy, cô đếm ở vị trí nốt này như là cây bên trái. Như vậy sẽ là gì các bạn? B left. Cô cộng với là số nốt của bên tay phải, đúng không? Như vậy sẽ là B right. Như vậy nếu trong trường hợp nhánh trái của nó không còn nốt nào thì có phải nó gọi đệ quy vào, thì lúc này trường hợp cái nốt B left của nó là trở thành nốt B ở lần đệ quy khi gọi. Thì khi đó đi vô là B của mình đã làm sao? Đã bằng null. Thì coi như lúc này sao? Nó sẽ không thực hiện. Hoặc bạn cũng có thể là gì? Nếu B khác null thì là thực hiện cái công việc bên trong. Còn nếu B bằng null thì mình sẽ làm sao các bạn? Mình sẽ thực hiện cái công việc đó là mình return về là không, tức là không có nốt nào hết. Được chưa? Nếu bạn chắc chắn thì bạn có thể làm kiểu này. Còn nếu như nhánh phải của nó đi vô là null thì nó vô nó gặp việc là gì? Là B bằng null, B bằng null thì return không, tức là không có cái nốt nào để đếm hết. Được chưa? Đây là cái cách để quy. Trên thực tế thì cái việc đếm nốt này có rất nhiều cách và rất nhiều hướng để bạn tiếp cận, chứ không nhất quyết là phải để quy và theo cái cách này của cô. Thậm chí để quy có nhiều cách để cài đặt để quy. Ha. Rồi xuống dưới cô test là cái phần này. Đó là cái lựa chọn số 9. Lựa chọn số 9 của cô đó là đếm số nốt trong cây nhị phân tìm kiếm. Rồi sau đó tới lựa chọn số 10 của cô đó thì cô mới là chắc thoát. Rồi, demo lại ha. Rồi, để cô share qua màn hình bên đó. Rồi, bây giờ khởi tạo trước. Được chưa? Khởi tạo cây nhị phân. Thêm vào 12 là nốt gốc, sau đó tiếp tục thêm 23, chắc chắn là bên phải đúng không? Tiếp tục thêm là 10, tiếp tục thêm là 11, tiếp tục thêm là 25 và tiếp tục thêm là 20. Sau đó bây giờ cô sẽ xuất cây nhị phân này ra, như vậy là số 8. Như vậy là bạn thấy nè. Như vậy nếu mà đếm như vậy là mình có 1 2 3 4 5 6 nốt đúng không các bạn? Bây giờ cô sẽ chọn lựa chọn số 9. Được chưa? Lựa chọn số 9. À, xin lỗi, hình như tôi chưa có bật được cái anh đó đúng không? Chờ xíu ha, cô chưa có gọi hàm trong kia đúng không các bạn? Mới có code tính năng thôi. Đau xuống đây, rồi đây. Rồi, đếm nốt ha. Bắt đầu từ cái việc nốt root. Chưa có gọi thì lấy gì nó có kết quả. Rồi, share lại. Rồi, khởi tạo 12 23 10 13 đi. Rồi, 8. 4 nốt đúng chưa? 4 nốt. Nốt số 9. Rồi, cây nhị phân đang có 4 nốt. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy mình có rất là nhiều cách để mình cài đặt cái công việc này ha. Cô quay lại cái màn hình code để cho các bạn tham khảo. Rồi, đây.
Và đây cũng là một cách bạn cài đặt, hoặc bạn có thể cài đặt theo một hình thức, có thể cũng không đề quy, tùy bạn nha. Hoặc bạn đề quy theo hình thức đó là vô gặp một nốt, bạn cứ đi tận cùng trái hoặc là tận cùng phải, tức là bạn áp dụng theo cơ chế giống như cơ chế duyệt của left not right. Ví dụ duyệt left not right bình thường của bạn đó thì anh đó nó làm sao? Đầu bình thường đây, duyệt cơ chế not left not right. Đây, bình thường mà áp dụng cơ chế là nếu một nốt nó đang hiện tại nó đang là khác luôn thì cũng gọi lại anh này, duyệt qua tận cùng trái, sau đó thay vì bạn xuất á, nếu mà mình duyệt thì mình cần xuất, bây giờ mình đi đếm á, thì ở đây mình sẽ là đếm cộng cộng đúng không? Đếm cộng cộng như vậy chắc chắn cái biến đếm nó trở thành một cái parameter của cái anh lúc bạn definition cái function này. Như vậy tức là trên đây bạn thêm một tham số nữa là tham số đếm. Cái lúc gọi thì đếm bắt đầu bằng 0. Như vậy bạn được quyền sử dụng cơ chế duyệt left not right, duyệt not left right hoặc là left right not để bạn có thể thay vì bạn xuất thì bạn đi đếm. Như vậy nó cũng áp dụng cơ chế đề quy. Như vậy bạn thấy có rất nhiều cách để bạn hình dung được cái việc đó là bạn đếm số nốt. Như vậy sau khi bạn đếm được số nốt thì công việc còn lại là gì? Bạn tính giá trị trung bình cộng của tất cả các nốt trong cây thì chỉ việc là gì các bạn? Bạn đi duyệt. Nhưng thay vì bạn CR ra thì bạn cộng tích lũy, cộng dồn vô. Nó cũng trở thành một parameter cho cái anh definition. Bạn có được một cái hàm tính tổng tất cả các giá trị trong cây nhị phân. Bạn có được hàm đếm số nốt, như vậy bạn lấy hai hàm đó bạn đem chia cho nhau thì tự động bạn ra được con số đó là giá trị trung bình cộng các giá trị nốt trong cây. Tương tự dành cho đếm số nốt là số nguyên tố trong cây thì bạn cũng áp dụng cơ chế duyệt. Cơ chế duyệt nào cũng được trong ba cơ chế. Mỗi một lần thay vì CL thì bạn lấy cái B info của nó, bạn check trong cái anh đó là số nguyên tố. Nếu nó là số nguyên tố thì cái biến đếm của bạn tăng dần. Được chưa bạn? Như vậy cứ như vậy mà bạn áp dụng cơ chế. Vậy bây giờ đối với những câu còn lại đó, tức là trong cái bài này nó còn nó là tính trung bình cộng nè, với lại số phần tử là số nguyên tố trong cây. Thì cô cho các bạn có khoảng 15 phút các bạn tự làm. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn hỏi nha. Cho 15 phút nha. Tự làm với lại tự cài đặt là cái việc là đang xuất cây nhị phân với lại đang đếm được số nốt đó. Cho 15 phút tới 3 giờ 17 phút nha. Sau đó cô sẽ sang cái việc đó là mình sẽ đi mình tìm cái giá trị lớn nhất trong cây hay là giá trị nhỏ nhất ở trong cây. Được chưa bạn? Rồi, tới 3 giờ 17 nha.
Rồi tiếp nha. Bây giờ mình sang cái yêu cầu tiếp theo đó các bạn, là cái yêu cầu để mình tìm cái giá trị lớn nhất ở trong cây. Bạn nhớ cái tính chất của cây nhị phân tìm kiếm á, là bạn nằm tại bất kỳ một nốt nào thì luôn luôn bên trái sẽ là nhỏ hơn và bên phải sẽ là lớn hơn. Như vậy nếu bạn đang nằm ở nốt gốc thì bên trái nhỏ hơn thì chắc chắn là mình sẽ không quan tâm tới, tại vì mình đang cần tìm giá trị lớn nhất. Như vậy bên phải sẽ lớn hơn nốt gốc. Như vậy nếu bạn dịch chuyển qua bên phải thì bên phải của cái nốt đó nếu còn nó lại tiếp tục là giá trị lớn nhất. Hay nói nôm na, trong cây nhị phân tìm kiếm, bạn nhớ lại hình thức duyệt left not right thì kết quả trả về cho bạn là kết quả dãy số của bạn tăng dần. Cho nên nếu như bạn muốn tìm giá trị lớn nhất như vậy, tức là nó là giá trị nốt nằm ở tận cùng bên phải. Nốt nằm ở tận cùng bên phải thì sẽ là giá trị lớn nhất, còn giá trị nhỏ nhất chính là nốt ở tận cùng bên trái. Như vậy nếu như bạn cần viết một cái thủ tục mà thủ tục tìm giá trị lớn nhất trong cây thì bạn chỉ việc bạn đề quy, bạn gọi liên tục để bạn đi về bên nhánh phải cho đến khi nào mà bên nhánh phải không còn nốt nào nữa, thì cái nốt ngay tại vị trí bên phải không còn thì chắc chắn nốt đó sẽ là nốt có giá trị lớn nhất cây. Như vậy nếu mà bây giờ mà mình mô phỏng lại đó các bạn, gom lại hai anh này ha, thì mình sẽ sao? Mình sẽ xuất giá trị lớn nhất, như vậy nó sẽ là kiểu in, đúng không? Kiểu in. Như vậy thì anh này sao các bạn? Anh này mình sẽ gọi đó là cái gì? Tìm max, đúng không? Tìm max. Bắt đầu từ nốt nào, đúng không các bạn? Bắt đầu từ nốt nào? Như vậy giả sử đó là từ nốt B đi. Thì bạn thấy nè, đầu vô, nếu như mà cái nốt đó là nốt khác null thì mình mới quan tâm. Chứ nếu cái nốt vô mà đã là null rồi thì chắc chắn là nó không có giá trị lớn nhất. Nếu khác null thì sao? Khác null thì mình sẽ xem coi là cái nhánh phải của nó đó nó còn không. Nếu đang nằm tại một nốt nào đó thì mình cứ đi sang phải, nhưng chỉ đi sang phải được khi bên phải của nó là khác null. Chứ còn nếu bên phải của nó mà là null á là chắc chắn nó là giá trị lớn nhất ở trong cái cây đó. Như vậy nếu như B prime của nó mà khác null thì mình sẽ liên tục mình đi qua phải. Tức là sao bạn? Mình return về cái việc tìm max này. Mà mình di chuyển cái cây này qua phải, tức là bên phải còn nốt thì mình qua phải. Còn nếu như ngược lại, tức là nốt này khác null, tức là nó đã là một nốt nhưng mà bên phải của nó lại là bằng null, thì đồng nghĩa với việc nó đang là giá trị lớn nhất. Như vậy mình sẽ return về là gì? Là bên phải. Được chưa? Thì bạn có thể bạn sử dụng hình thức để quy này cũng được. Như vậy bạn coi nếu với các cách mình tìm kiếm như vậy, ở đây số xíu tôi cho anh tí đi ha. Này là coi như nó là 10, là tìm giá trị lớn nhất trong cây nhị phân đúng không? Anh dưới sẽ là 11. Rồi vậy dưới đây nhỏ hơn bằng 10 cây chính. Như vậy cây 10 của cô là cô sẽ xuất ra đó là giá trị lớn nhất trong cây là gì? Là tìm max từ not root. Được chưa? Rồi mình thử ha, mình coi cái suy luận của mình nó có không. Dĩ nhiên các bạn vẫn có thể xài vòng lặp trong trường hợp này, dịch chuyển cho đến khi nào mà liên tục ha thì cũng được, đó cũng là một cách. Rồi bạn chờ xíu để mình view lại cái bài. Rồi cô share, để cô share vào màn hình cần sâu ha. Rồi đây đầu tiên khởi tạo. Dĩ nhiên nãy giờ tất cả các cây cô đều chưa kiểm soát cái việc là đã khởi tạo cây. Mình phải khởi tạo cây rồi. Chắc chắn cái cây của mình không rỗng rồi thì mình mới làm một số việc khác. Được chưa? Ví dụ khởi tạo cây thì muốn thêm thì cũng phải khởi tạo rồi. Như vậy giống như cái việc đó là bạn làm việc với đối tượng mãn vậy đó. Bạn phải chắc đây là nó đã có khai báo mãn rồi hay là đã có nhập mãn rồi thì bạn mới có thể xuất mãn hay tìm kiếm gì ở trong mãn. Bên đây cũng bị che. Được chưa? Giai này rồi. Tính đó tôi thêm đi ha, 12 là nốt gốc, sau đó lại thêm 23, sau đó lại thêm 10, sau đó lại thêm là 45, sau đó lại thêm là 30.
sau đó lại thêm là số 7. Bây giờ tôi xuất ra ha, 8 xuất ra nhị phân. Rồi bây giờ chắc chắn nếu mình nhìn như vậy, giá trị lớn nhất của mình tận cùng phải là 45 đúng không các bạn? Như vậy thì anh này tôi sẽ muốn coi giá trị đó là số 10. Rồi, giá trị lớn nhất là 45. Được chưa? À, còn dĩ nhiên vô nếu chỉ có mỗi một cái nốt đó là nốt 12 thì coi như nó sao các bạn nó tự trả về cho mình trong trường hợp đó là gì? Cái nhánh else cuối cùng. Được chưa? Như vậy tương tự, nếu bạn tìm giá trị nhỏ nhất thì bạn cứ làm sao? À, nếu cái nốt mới vô mà là khác null thì bạn sẽ kiểm tra coi bên trái của nó còn, nếu bên trái của nó mà là khác null thì bạn sẽ return về việc bạn gọi là để quy chính nó, bạn đẩy qua trái liên tục. Còn nếu như mà nốt đó khác null nhưng mà led của nó lại là bằng null thì coi như nó chính là giá trị nhỏ nhất, thì lúc đó bạn return về cái bên phục nha. Như vậy đó là cái cách để bạn làm việc sơ lược đối với cây nhị phân mà bạn được phép sử dụng để quy. Ha. Với cái cách để quy thì bạn thấy đó là mình code nó đơn giản hơn và nó dễ hình dung. Tuy nhiên số lượng mà để máy cho nó hiện thực được á, thì cái việc mà nguồn tài nguyên tiêu tốn cho nó, bộ nhớ tiêu tốn cho nó khá là lớn. Như vậy bạn dựa trên đây, bạn tự bạn làm cái anh đó là tìm giá trị nhỏ nhất. Rồi cho bạn vài phút để bạn cài đặt. Rồi sau đó bạn sang bạn suy nghĩ với cô. Cái bài tiếp theo là nó yêu cầu mình thực hiện các cái cơ chế duyệt. Ví dụ đi ha. Cô sẽ làm cho bạn một cơ chế duyệt, đó là cơ chế duyệt left not right nhưng mà không sử dụng để quy. Để cho tức là không được sử dụng cái việc đó là gọi lại chính nó. Nha, cho bạn 5 phút để bạn cài đặt cái anh này. Sau đó mình sẽ đi tiếp.
Rồi tiếp tục nha các bạn. Bây giờ mình sang cái việc đó là các cơ chế duyệt. Thì có một vài những cái tên mà các bạn có thể các bạn dựa trên đó để các bạn đọc và các bạn tìm tài liệu, các bạn không bị bỡ ngỡ. Bạn có ba cơ chế duyệt đúng không? Là left not right, thì bạn nhớ cái kết quả duyệt của left not right tức là giá trị của mình sẽ ra được là tăng dần. Ở như vậy thì cái left not right, nếu như mà bạn nào đọc tài liệu bạn có thể bạn áp dụng bằng gặp cái từ này, đó là cơ chế của in order. Được chưa? Đây cô đang gõ trong khung chat cho các bạn. Left not right người ta có một cái tên gọi khác gọi là cơ chế duyệt in order. Còn nếu như mà bạn duyệt theo cơ chế là not left right, tức là bạn cho cái not trước, thì cái cơ chế này người ta sẽ có hai từ để người ta áp dụng đối với các anh này đó các bạn. Như vậy thì nếu như mà các anh nào mà gọi đó là not trước đó, nha, cơ chế duyệt not trước, thì người ta có một cơ chế người ta tạm gọi là duyệt, mà duyệt tạm gọi đó là tiền đó, tiền tức là tiền tiền hậu, tiền là trước hậu là sau đó, thì người ta áp dụng bằng cái từ đó là từ re, ha, từ re, reorder, đó là cái tên gọi của cái việc cơ chế duyệt đó là not left right. Thì cái anh reorder nó viết như vậy, cô cũng sẽ viết trong khung chat cho các bạn luôn. Not left right là reorder. Còn cơ chế duyệt còn lại là left right not, thì tức là cái not bạn được ưu tiên sau. Như vậy thì anh này sẽ được gọi là most order. Được chưa? Rồi, như vậy thì đó là các cái việc đó là cơ chế duyệt của bạn. Như vậy trong những cái trường hợp mà khi mà bạn duyệt dựa trên những cơ chế này đó, bình thường mình đang sử dụng hết toàn bộ là để quy. Bây giờ nếu như mình không gọi để quy thì bắt buộc là mình phải có cơ chế để mình áp dụng cái anh này. Như vậy thì bạn suy nghĩ nếu bây giờ không để quy, bạn có thể sử dụng vòng lặp. Và chỉ có mỗi vòng lặp thì bạn có đáp ứng được hay không? Tại vì trên thực tế đó, thì cái việc để quy á, bạn thấy viết code nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái memory nó tiêu tốn cho cái việc này nó rất là lớn. Ha. Cho nên trong những cái trường hợp này, nếu bạn không cài đặt bằng để quy, bạn sẽ phải sử dụng một cái anh nào đó khác để bạn hỗ trợ. Thì bạn nghĩ là nếu mà sử dụng khác bình thường á, cơ chế của để quy để khử để quy, bạn hoàn toàn có khả năng bạn dùng được vòng lặp, ha, dùng loop để cho mình thay đổi được. Nhưng mà bạn suy nghĩ có trong trường hợp này rất là khó để bạn có thể chỉ có sử dụng vòng lặp mà bạn duyệt mà bạn không sử dụng anh khác. Thì trên thực tế mình sẽ sử dụng một cái anh để mình hỗ trợ cho cái việc mình duyệt các cái cơ chế này mà không để quy. Đó là bạn có thể sử dụng stack, danh sách hạn chế. Được chưa? Như vậy nếu như bạn sử dụng stack thì bạn sẽ có một cái vài đặc trưng mà bạn nên nhớ là gì? Bạn cần phải có gì các bạn? Burst và pop, dĩ nhiên phải có init được cái stack của các bạn để đảm bảo là cái stack của bạn nó được liên kết. Và cái anh này đó, thì như vậy thì mỗi một cái stack lúc này nó sẽ lưu trữ nội dung thông tin của một node. Được chưa? Như vậy một node mà nó đính kèm thì bạn có thể sử dụng stack đối với danh sách liên kết đơn để bạn lưu trữ. Tại vì ở đây bạn chỉ cần là gì? Bạn chỉ cần lưu trữ một cái node mà cấu trúc node đó nó chỉ cần có left, nó còn có info, xin lỗi, nó chỉ cần có info và nó chỉ cần có nest, tức là cái thông tin, cái link mà để nó liên kết tới thôi. Và cái đỉnh của cái anh stack. Sau đó bạn có những cái thao tác của init và thao tác của push với lại pop. Như vậy nếu như bạn áp dụng cái cơ chế của duyệt, cô sẽ duyệt left not right mà bạn sử dụng theo hình thức đó là sử dụng stack, thì bây giờ cô sẽ nêu ý tưởng trước để cho từ từ bạn suy nghĩ. Được chưa? Giả sử ban đầu mình đang có một cái stack. Như vậy stack của bạn, bạn đang rỗng. Cơ chế của stack bạn nhớ giùm cô là cơ chế duyệt gì? Phần tử nào đưa vào đầu nó sẽ nằm ở cuối cái đáy của stack. Phần nào tạm gọi là giá trị mà bạn đưa vào sau cùng nó sẽ nằm trên đỉnh của stack. Và khi lấy ra thì sẽ lấy trên đỉnh của stack trước. Ha. Rồi. Bây giờ cô sẽ dùng qua cái pen một xíu để cô nói. Rồi bây giờ mình giả sử mình có cái cây như thế này. Được chưa? Mình giả sử mình có cái cây như thế này. Bây giờ ví dụ đó là cô có một cái anh đó là một cái stack. Như vậy cơ chế của stack là như thế này đi ha. Được chưa? Đỉnh của stack là SB, tức là cô đang sử dụng cơ chế đó là stack đối với danh sách liên kết đơn. Như vậy bạn suy nghĩ nếu như mà mình muốn đưa nó vào thì mình đang duyệt theo cơ chế đó là left not right. Tức là bạn cứ áp dụng cơ chế là gì? Duyệt trái trước, đúng không? Duyệt trái trước. Như vậy cứ vào một node là cứ phải vào trái. Như vậy thì việc đầu tiên á là nếu mà bạn vào 12 thì có phải là bạn đang nằm ở một cái đỉnh hiện tại nào đó? Tôi tạm gọi cái đỉnh đó là một cái đỉnh current, tức là cái đỉnh bắt đầu
mà bạn bắt đầu bạn đi duyệt. Nếu như cái đỉnh này là khác luôn thì bạn xem sao, bạn đi vô bạn lấy cái anh này, bạn làm gì, bạn burst nó vô trong cái stack. Tại sao bạn phải burst nó vô? Tại vì cái 12 bạn chưa xuất ra trước đó. Left not right là cứ đi left như vậy thì cái đứa 12 tạm gọi là rơi vào hàng chờ. Như vậy nếu cô duyệt thì đầu tiên cô sẽ đưa con số 12 vô stack. Như vậy sau đó cô làm sao các bạn? Cô sẽ sau khi đưa được 12 thì cái current hiện tại của cô đang là 12 đó, cô sẽ lấy cái left của nó, tức là cô đi qua left. Như vậy cô cứ đi qua left là nó đi qua 10. Nếu mà đi qua tới 10 đó thì cô lại cứ tiếp tục là cô coi là cái giá trị của nó có khác null không. Nếu khác null cô lại tiếp tục cô bớt nó vào trong cái anh gì stack. Như vậy cô sẽ được là con số 10. Như vậy cô chưa có xuất ra cái gì hết nha, cô chỉ đưa toàn bộ vào stack thôi. Như vậy thì trong trường hợp đó bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ tiếp tục đẩy nó qua trái, tại vì mình không biết được trên thực tế cái thằng 10 này nó còn bên trái hay không. Nhưng khi bạn đẩy qua trái thì lúc này nó là bằng null thì mình sẽ dừng cái vòng lặp đó. Như vậy khi mình dừng vòng lặp đó thì sao? Bạn sẽ có được là chắc chắn bạn xuất ra được con số 10 ra màn hình. Như vậy bạn sẽ pop một phần tử trong stack. Dĩ nhiên pop là coi như cái anh này nó mất tiêu trong stack thì mình sẽ xuất nó ra màn hình. Như vậy thực hiện thao tác vòng lặp lấy hết toàn bộ trái tới khi nào mà sao không còn trái được nữa thì mình pop một phần tử đầu tiên ra, thì chắc chắn là cái đứa mới đưa vô thì là đúng, nó là con số 10. Được chưa bạn? Như vậy bạn xuất dữ liệu của nó ra, đồng thời sau đó làm sao bạn cũng phải nằm ở vị trí con số 10 này luôn, tức là bạn phải chờ được cái giá trị nó đang xuất. Tại vì sau khi xuất left nó không có thì xuất node nó xong phải qua right. Như vậy khi đó sau khi bạn pop nó ra, bạn xuất nó ra thì bạn phải làm sao? Bạn chạy qua right, bạn đi tìm. Như vậy là cứ tiếp tục như vậy bạn làm hoài. Như vậy ở đây áp dụng hai cơ chế post và pop của stack. Như vậy thì lúc này đó là 10 xong thì nếu qua right nó không có gì, đúng không? Right nó không có gì thì chạy lên trên. Dĩ nhiên bạn còn thực hiện thao tác đó là một là gì, là cái node bạn đang xét hiện tại phải là node khác rỗng, đồng thời cái stack này của bạn chưa có đứa nào bị đẩy ra. Như vậy thì trong trường hợp này đi right của nó là cũng sao các bạn? Qua right thì chạy lên trên, right của nó là bằng null. Right bằng null cho nên là sao? Cái stack của mình cũng còn là chưa có rỗng, thì khi đó bạn sẽ tiếp tục là bạn làm gì? Bạn chạy vô bạn coi nếu khác null thì mới tiếp tục đi qua trái của cái nhánh bên phải. Nhưng vô tình lúc này cái node đó của mình là node null, cho nên mình sẽ xuất một đứa trong stack ra. Như vậy sẽ là 12. Như vậy xong 12 thì lúc này mình sẽ đi qua phải của 12. Đúng chưa? Qua phải của 12 thì bạn gặp chắc chắn là node 23. Thì node 23 này là node khác null, cho nên bạn sẽ thêm 23 vào trong cái unstack. Như vậy thì bạn thêm 23 vô. Sau đó bạn đi qua trái. Bạn đi qua trái, nếu mà bạn coi qua trái của nó thì bạn coi trái của nó có bằng null không? Thì nó không bằng null thì bạn tiếp tục bạn đẩy cái anh 20 vô. Tiếp tục bạn lại đi qua trái rồi bạn kiểm tra nó có bằng null hay không. Như vậy do nó đi qua trái lúc này nó là null, cho nên lúc này mình sẽ pop một phần tử từ stack ra thì mình sẽ lấy được con số đó là nhiêu? 20. Được chưa? 20 xong thì tiếp tục mình đi qua phải, nhưng đi qua phải là lúc này nó null, cho nên mình không có cái gì mình đưa vô stack hết. Quay ngược trở lên mình kiểm tra thì cái anh hiện tại mình đang là 20. Tiếp tục như vậy thì cái stack của mình chưa có rỗng, mình lại tiếp tục hóp một đứa ra thì mình sẽ là được con số 23. Cứ như vậy bạn làm. Như vậy bạn rõ ràng mà thấy mình áp dụng được cơ chế của cái anh đó là gì? Danh sách hạn chế để mình đưa vào trong cái việc đó là mình duyệt cái cây nhị phân tìm kiếm mà không sử dụng địa quy. Như vậy dựa trên ý tưởng đó ha, dựa trên ý tưởng đó các bạn suy nghĩ để các bạn code như thế nào mà để mình chuẩn bị cho việc này. Như vậy chắc chắn phải có được, khởi tạo được một cái stack có đỉnh stack, mà stack thì trong đó chỉ cần một danh sách liên kết đơn thôi, được chưa? Cho nên là khai báo là một cấu trúc node khác ha, khai báo thêm đó một cái node tạm gọi là node của stack thì nó sẽ có info và nó sẽ có thành phần link. Đồng thời khai báo đỉnh của stack là node sao sp gì đó. Bạn cần khai báo cái việc là một cái thủ tục kiểm tra stack nó có rỗng hay không, thủ tục khởi tạo stack, rồi thủ tục burst một phần tử vào stack và thủ tục pop một phần tử ra khỏi stack. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng cơ chế hàm của duyệt left not right. Bây giờ cô cho các bạn cỡ khoảng 10 phút, các bạn cài đặt lại cho cô các thao tác cơ bản của stack, tức là khai báo là cấu trúc node của danh sách liên kết đơn trong stack, bạn khởi tạo đỉnh stack, khởi tạo stack rỗng, kiểm tra stack có rỗng hay không, burst và pop, được chưa? Rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn cái việc đó là mình có cái ý tưởng mà hồi nãy mình nói sử dụng stack để duyệt left not right không để quỳ. Rồi cho 10 phút nha.
Rồi, được chưa? Bây giờ mình tiếp ha. Coi như là bạn sẽ thực hiện được hết mấy cái về start rồi đúng không? Cô quay trở lại màn hình code. Rồi, vậy bây giờ bạn cần cài đặt những cái này thì bạn cần cái gì ha? Thứ nhất là định nghĩa lại cái nốt, nhưng mà lúc này tại vì cái nốt bình thường của bài này của mình nó đang là nốt của danh sách liên kết kép đúng không? Tức là có left với lại có right. Mình thì mình chỉ cần có một cái danh sách liên kết đơn để mình lưu trữ trong căn stack là được. Mình có đỉnh stack là SP. Khởi tạo là cái SP này nó bằng null. Kiểm tra coi cái unstack của mình có đang rỗng hay không. Là is empty, trả về là kiểu int. Pass và pop. Được chưa? Và cô cho pass với lại pop là cô cho không có trả về. Có thực hiện một là thực hiện, hai là không thực hiện thì nó cũng inrule luôn thôi, được chưa? Như vậy còn nếu bạn nào mà muốn theo cơ chế là cái gì, nếu mà thực hiện được thì trả về là một, còn không thực hiện trả về được là không thì cũng được, được chưa bạn? Như vậy thì nó kỹ hơn. Rồi như vậy đây là những cái thao tác cơ bản bạn cần bạn cài đặt với lại start để bạn dùng nó, bạn duyệt mà không sử dụng để quy, được chưa? Rồi với anh này bây giờ mình sẽ duyệt left not right nhưng mà no recursion, được chưa? Như vậy cũng sẽ phải biết đó là duyệt từ cái node nè, cô tạm gọi node đó là node B, được chưa bạn? Như vậy thì bắt đầu từ một cái việc duyệt, như vậy thì thể đang nằm ở một cái node nào đó, ha, tạm gọi là node gốc của bạn đi, thì việc đầu tiên là tôi sẽ init anh này trước để tôi coi cái init có bị trùng tên hàm không. Init kia tôi đang viết in hoa, init này tôi viết thường ha. Thế là tôi init unstack của mình, được chưa? Tạm gọi là gì? Khởi tạo stack rộng để dành để mình lưu trữ. Sau đó mình sẽ cho một cái node của tạm gọi là node current, tức là node hiện tại nó bằng cái node B mà mình đang xếp. Để làm gì? Cô sẽ kiểm tra trong khi cái anh này mà là một cái giá trị không phải rỗng, được chưa? Một giá trị không phải rỗng thì tức là mỗi lần mình để quy mình gọi lại, hoặc là mình không để quy thì mình cũng sẽ là chạy cái vòng lặp. Mình gọi là một cái node hiện tại đó nếu nó không phải là node rỗng thì coi như mình sẽ kiểm tra coi trong cái unstack của mình á nó còn hay không. Tức là một trong hai điều kiện, một á, là node này không rỗng thì chạy vô làm, còn nếu node rỗng thì coi như đó là mình ngưng, được chưa? Mình không thực hiện thì mình sẽ chờ cái điều kiện ở phía sau là mình sẽ lấy từ trong stack ra một đứa. Khi nó ngưng là khi nào? Khi nó ngưng là một là bạn đẩy qua left, hoặc hai là bạn đẩy qua right, nhưng mà bạn gặp ngay cái giá trị là null thì như vậy thì coi như đó là bạn không có cái gì để bạn xuất, thì bạn sẽ lấy một đứa trong cái stack. Bạn nên nhớ cơ chế đưa vào stack là cứ đưa một cái giá trị node đi vào. Như vậy nếu left của nó mà là null thì có phải bạn lấy từ trong stack là cái đứa mới vừa được đưa vào bạn lấy ra, thì nó chính là cái giá trị của cái node ngay đó. Như vậy thì khi đó sẽ là gì? Is empty. Nếu anh này mà nó ra nó bằng false, tức là cầm ngay cái node vị trí đó là null nhưng mà cái stack của mình chưa có rỗng, thì mình sẽ thực hiện những cái công việc sau đây. Công việc này là công việc gì? Thì mình sẽ cho chạy một cái vòng lặp là trong khi cái node current này nè mà nó khác cái giá trị là node null, tức là nó còn có nhánh trái và nhánh phải, thì nó là một node, thì có phải là cái thằng node này nó còn có khả năng đi qua trái được nữa. Như vậy bạn sẽ burst nó vậy. Như vậy bạn burst cái gì? Burst cái giá trị của cái thằng current này vô, tức là current info, được chưa? Burst cái current info này vô. Nếu nó đang là tại một node, cái node này đang chưa phải là node rỗng, thì lấy giá trị của nó burst vô trong cái thằng stack, rồi mình đi qua bên trái, được chưa? Rồi mình đi qua bên trái. Như vậy sau đó thì sẽ là gì? Current bằng current qua trái. Qua trái thì nếu chưa phải là rỗng lại tiếp tục bus cái thằng info của nó vô, rồi lại tiếp tục qua trái. Như vậy là tôi đi tận cùng trái rồi. Để cho tôi đi tận cùng trái. Tới một lúc nào đó bên trái là null thì lúc này sao? Thì lúc này bạn sẽ cho cái thằng current này của bạn, thằng current này của bạn, nó sẽ bằng địa chỉ của cái node hiện tại của mình. Cái node hiện tại của mình sẽ là node gì? Node hiện tại của mình sẽ là cái node có cái giá trị địa chỉ nào mà nó chính là cái thằng mình lấy ra được từ cái anh đỉnh của stack. Tức là khi tận cùng trái rồi, ha, khi tận cùng trái bên trái đó là node 10,
Bây giờ bên trái nó không còn nốt nào nữa, thì bạn sẽ lấy cái thằng 10 đó, bạn đưa ra ngoài. Tuy nhiên, bạn đưa ra ngoài thì có phải đó là bạn cần phải biết cái thằng 10 là thằng hiện tại bạn nằm là nốt đó. Bạn xuất ra được màn hình nhưng mà tiếp tục bạn đi phải để bạn duyệt right. Cho nên khi đó bạn sẽ phải trả về là địa chỉ của một cái nốt. Được chưa? Như vậy tôi tạm gọi đi. Đó là tôi có một cái con X. Sau đó tôi gọi cái anh gì? Top ra được cái X. Như vậy thằng current sẽ là bằng gì? Bằng search. Bây giờ tôi đang có hàm search. Search cái gì? Search từ cái node root mà search cái giá trị là con X này nè. Coi nằm ở đâu, tôi trả về địa chỉ node đó cho thằng current. Đồng thời tôi sẽ CL ra màn hình là con X. Con X chính là gì? Chính là giá trị mình pop ra được từ màn hình. Được chưa? Rồi, bạn có thể là end line hay là khoảng trắng gì đó, tùy bạn. Và ví dụ đây là tôi cho đó là gì? Khoảng trắng đi. Đó, xuất ra được nữa. Như vậy sau đó lại tiếp tục bạn làm gì? Bạn lấy được cái giá trị X này ra rồi, bạn xuất ra được, bạn cũng nằm tại giá trị của node 10 rồi. Thì bạn tiếp tục bạn đi qua right. Như vậy current sẽ bằng current right. Được chưa? Rồi cứ như vậy, nó chạy qua phải thì nó coi cái node phải có phải là khác null không. Nếu node phải mà là null thì nó kiểm tra coi trong stack có còn, nếu stack còn lại tiếp tục thực hiện công việc đó, tức là cứ lấy một phần tử ra. Như vậy thì vô hình chung cái việc này mình nhờ stack để mình lưu trữ giá trị từng nốt. Được chưa bạn? Như vậy thì anh này bây giờ mình coi, đó là cái ý tưởng của mình ha, mình hiện thực lại xuống phía dưới. Tôi cho đó là case số 11, duyệt không để quy. Như vậy thì anh này sẽ là duyệt bắt đầu từ nốt root. Được chưa? Đầu tiên từ từ chờ xíu coi đang gì. B link bằng SP, B info bằng X. Từ từ. Nail node. Xin lỗi các bạn, hồi nãy tôi sửa này mà tôi quên sửa. Là cái anh này là nail node S đúng không? Nail node S. Chứ không phải là node. Node kia là mình bị dính bên cái anh của cái nốt của cái nhị phân tìm kiếm ha, hai cái nốt này nó khác nhau, được chưa? Cho nên nó không có hiểu cái anh đó. Rồi để coi mình còn fail cái lỗi gì. Rồi nốt S. Rồi nốt S. Rồi view lại, nó bị fail ở mấy cái chỗ mà cái nốt S. Rồi SP bằng B. Rồi đây luôn, quên sửa. Rồi để coi còn những cái chỗ nào. Rồi SP. Nghe đây nó đúng không các bạn? Đúng chưa? Đủ chưa? Rồi. Coi lại xíu ha. Tại vì mình chuyển qua mình quên mất cái tên thì nó sẽ không có ăn khớp, nó hiểu cái nốt kia đó chứ không có gì cả. Sửa lại còn gì nữa đây, con trỏ tới nốt S. Rồi, nốt B. Đúng không? Rồi, đi dịch lại để coi cô coi còn lỗi như nào. Rồi, đủ rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi, như vậy bây giờ cần cho nếp 5. Sửa lại mà nhầm cái tên rồi. Share qua cái màn hình bên kia. Rồi, bây giờ mình khởi tạo cái nhị phân. Đúng không? Rồi mình thêm phần tử của một cây 2. Thêm cái gì đây? Tôi sẽ thêm 12 là nốt gốc. Sau đó rồi tôi lại tiếp tục thêm, tôi thêm 10. Sau đó tôi lại thêm, tôi thêm 30. Sau đó tôi thêm nó là 15. Sau đó tôi thêm con số 8. Bây giờ tôi xuất cây ra. Như vậy thì nếu duyệt left not right là chắc chắn là 8, 10, 12, 15 và 30 đúng không? Rồi như vậy anh này là lựa chọn số mấy đây? Cây số 11 đúng không các bạn? Rồi duyệt left not right không để quy cây 11. Rồi đây 11. Đây 8, 10, 12, 15, 30. Được chưa? Như vậy đây là cơ chế mà mình duyệt mà mình không sử dụng để quy. Rồi. Được chưa bạn?
Rồi tôi quay lại màn hình code cho bạn tham khảo ha. Rồi đây. Như vậy ha, những cái anh này thì nhớ nha, nãy cô quên sửa đó. Tên của cái struct thì cái link này là phải link tới cái node add, chứ không thể nào là cái node nó bị nhầm tên với lại cái anh trên. Rồi ở dưới đây khai báo ha, của cái bus của mình là cần một cái node B. Thì nhớ là anh này lúc này là node add, tức là sửa lại cho đúng với lại cái stack ở bên dưới cái phần bob không vậy. Được chưa? Rồi như vậy thì anh này đang xài đây, anh này sẽ sử dụng là gì? Duyệt left not right, hay người ta còn gọi đó là duyệt in order mà không để quyền. Dựa trên đó bạn tự suy nghĩ tới cơ chế là nếu như mà bạn duyệt left right not hay là not left right mà không sử dụng để quyền.